Hello, hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của Mô Bà Tùn Cùn. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với thanh niên Son Goku, một thanh niên đi top lần cực kỳ mạnh nha anh em. Và sẽ có một chiêu thức cực kỳ đặc biệt, tí nữa mình sẽ giới thiệu cho anh em xem. Ôi trời ơi, nó phải gọi là giống truyện tranh đến gọi là 99.999%. Ok, chúng ta sẽ cùng đi vào với hệ thống chiêu thức của Son Goku, đi đường trên đấu sĩ nha anh em. Cái nội tại của nhân vật này đó chính là cứ mỗi lần Son Goku đánh hoặc là sử dụng chiêu thức vào mục tiêu thì sẽ cho thanh niên này có khả năng stack sức mạnh. Đấy, cứ mỗi stack thì tăng sát thương vật lý và kháng phép lên 10 trong vòng 6 giây. Và cái stack này có thể stack lên đến 10 lần nha anh em. Đó. Tiếp theo, nội tại thứ hai đó chính là Son Goku. Thời gian hồi sinh thì sẽ được tăng lên 5 giây ở lần anh ta bị tiêu diệt đầu tiên. Nhưng sau đó sức mạnh của thanh niên này sẽ được tăng lên 15 mỗi lần anh ta bị tiêu diệt. Và cái sức mạnh này sẽ được cộng dồn đến tận 10 lần. Vậy có thể cộng được 150 sức mạnh nếu mà bị tiêu diệt 10 lần nha anh em. Đấy, đến lần thứ 11 là không được đâu nha. Và cái nội tại thứ ba của Son Goku đó chính là khả năng gọi quả cầu kinh khi anh em ạ. Anh em đã nghe quả cầu kinh khi chưa? Vâng. Trong khoảng thời gian thì Son Goku sẽ triệu hồi quả cầu kinh khi. Sau khi đầy cái thanh nộ ở dưới chân lên màu vàng thì sẽ gọi là quả cầu kinh khi. Và trong khoảng thời gian anh em sẽ phải tung chiêu thức này để giải phóng một lượng đam cực kỳ lớn vào đối phương. Trong thời gian đó thì Son Goku không thể di chuyển, chỉ có thể đứng yên để vận thôi anh em nha. Nếu anh em không sử dụng nhanh thì chiêu thức này sẽ bị hết. Đấy, vì vậy chúng ta phải lưu ý nha. Quả cầu kinh khi là một quả đam cực kỳ mạnh mẽ của Son Goku. Rồi, và chúng ta sẽ tiếp theo là đến chiêu thức đầu tiên của Son Goku. Đó chính là tăng sức mạnh cho mình, tăng 30% tốc độ đánh này và đòn đánh thường lên trong vòng 5 giây. Cứ mỗi một đòn đánh tăng 250% cộng với đam vật lý và hồi lại một lượng máu. 3 lần đánh liên tục, đến lần đánh thứ 3 thì sẽ đánh cho đối phương bị bay trở lại. Đánh lùi đối phương đấy anh em. Chiêu thứ hai là Son Goku sẽ nhảy lên khỏi mặt đất và đánh tấn công đối phương, gây đam. Và trong trạng thái hóa, trạng thái hóa tí mình sẽ nói. Đấy, lao đối phương và gây đam. Chiêu thứ ba là Kamezuku, hay còn gọi là Kamehameha. Son Goku sẽ vận đội công bắn thẳng ở phía trước gây đam và làm giảm tốc độ chạy của đối phương đi 30% trong vòng 2 giây. Chiêu cuối chính là hóa siêu dây ra. Son Goku sẽ vận đội công để tăng cho mình sát thương vật lý, tốc độ di chuyển, tốc độ đánh, đam kháng đam giáp và kháng phép lên, tất cả đều lên hết. Và trong sau khi kết thúc cái chiêu cuối vận đội công này thì Son Goku sẽ bị yếu đi trong vòng 1 giây. Thì yếu như thế nào thì chính là di chuyển sẽ bị giảm đến 65% và đam vật lý và kháng phép sẽ bị giảm đi 10%. Đấy là trạng thái bị yếu đi của Son Goku nha anh em. Sau khi Son Goku hóa siêu xây ra thì chiêu 1 của thanh niên này sẽ gây một lượng đam lớn hơn. Tăng lên 50% tốc độ đánh, hồi nhiều máu hơn. Và đòn đánh thứ 3 sẽ đánh ngược đối phương quay trở lại, nó cũng như vậy thôi. Chiêu thứ 2 là Son Goku sẽ bay phía đối phương, gấp đối phương lên và dậm xuống đất, gây đam nha anh em và làm choáng. Quá ngon lành luôn. Chiêu 3 thì vẫn là bắn Kamezuku rồi, gây đam nhiều hơn đương nhiên rồi. Đó, vậy là đó là chi tiết kỹ năng của Son Goku với rất nhiều kỹ năng nội tại nha anh em và khả năng gọi của cầu kinh khi. Son Goku chỉ được xếp hạng ở mức tướng tím thôi, nhưng cực kỳ mạnh nha anh em. Ok, một pha KS thành công. Còn boss có khả năng phá nhà của mình. Trời ơi, bắn Kamezuku bay màu luôn, tên nhân ta Zero. Hôm nay thích gì? Tôi né được rồi nha. Nào, thích gì? Ui ôi, bị hết. Nào, đấm này. Bắn Kamezuku này thôi và lùi thôi, vì AD team bạn ra rồi.
Đấy, tè tè anh em. Ui rồi. Ui rồi, Sasuke, Sasuke, Sasuke có mạng rồi. Sasuke là một sát thủ đi rừng nha anh em. Mình sẽ sớm làm video về thanh niên này cho anh em. Và mình quay cả Naruto rồi cơ. Đấy, cũng sẽ sớm có video Naruto cho anh em nha. Làm từ từ mình sẽ làm hết những cái vị tướng mà mình có. Đấy, là gọi là những nhân vật anime mình có. Rất mạnh anh em, Sungoku rất mạnh nha. Đây là Sungoku tím rồi. Chắc chắn sau sẽ có Sungoku vàng. Đó chính là ở trạng thái siêu xe ra cấp mấy, chắc cấp 100 của Sungoku anh em ạ. Nó tùy. Rồi, và mình sẽ gọi quái ra để đẩy cái đường trên này. Tanjiro đang farm rất là bất lực anh em. Lên mình đấm ra đi ngay, đùa. Vớ va vớ vẩn là mình đấm luôn. Đây rồi, bây giờ lúc xuống móc thành như này. Khả năng này, khả năng bất tử này, tôi hóa chưa cuốn tôi gấp tôi đánh luôn thanh như này nữa. Đứng lại, đứng lại, chặn chặn này. Rồi mình phải sử dụng cả tốc biến để truy đuổi anh em ạ. Ôi thế xong rồi, gặp cướp rồi, đi. Ê, như lại nhỏ thật sự. Rồi thì bạn đang tập trung muốn đẩy cái nhà này của mình và mình sẽ không để điều đó xảy ra. Nào mà đấm luôn một mạng, tiếp theo là Tanjiro đấm tiếp hai mạng, ai nữa không nhở? Hết rồi. Mấy thanh niên này định đẩy trụ và làm gì có chuyện. Anh em nhìn thấy ở giữa màn hình của mình có quả cầu khi chưa? Và mình vẫn đối công đây. Trời ơi, đây cái màu vàng này là xong nha, có quả cầu khi trên đầu. Đấy, màn hình chúng ta được kéo lên rất là rộng luôn. Và thanh niên nào lại gần thì anh em chỉ việc ném quả cầu đó xuống thôi. Nhưng mà không có thanh niên nào vào. Chiêu này phù hợp với anh em đứng núp lùm nha. Núp sẽ có thanh niên nào ra thì chúng ta cũng ném. Đấy, núp có thanh niên nào ra ném, bởi vì sẽ mất một thời gian để ném cái quả cầu binh khi đó xuống. Trong truyện tranh cũng sẽ như vậy. Vẫn đối công lâu và ném xuống cũng lâu. Game của chúng ta cũng vậy luôn. Vì vậy anh em mà cứ đứng yên ném quả cầu binh khi là rất dễ bốc hơi. Vì đối chúng ta sẽ thành cái bao cát của đối phương đấm. Đang đánh nhau to ở đây rồi. Bật chiêu cuối lên lao vào đấm luôn. Hai thanh niên này một Kame. Ui dồi ôi. Bắn quả thốn vai. Ui đấm luôn này. Chạy này. Ui 1-3 anh em ơi. 1-3 kể cả Tanjiro luôn. Hồi máu rất nhiều đến từ Sungoku. Lao vào đấm tiếp. Không phải nghĩ. Kame Zoko nằm xuống. Ui quay thật sự. Đánh tiếp luôn anh em. Đánh luôn. Đánh luôn Kame Zoko phát nữa. Và cái đạn có mạng. Ui ủa anh em nhìn chưa? Em thấy Sungoku mạnh chưa? Cứ lao vào đấm hết thôi. Gặp ông nào đấm ông đấy. Ồ team bạn ăn kinh công, mình không xuống kịp rồi. Và mình sẽ đẩy đứng trên này thôi. Rồi team bạn được kinh công rồi. Bỏ đi các bạn ơi, chạy đi. Bỏ đi mà làm người. Mình đang đẩy đứng trên mất rồi. Cả mày dồn cô cái đã. Bỏ đi mà làm người các bạn ơi. Chúng ta sẽ lên cái giáp. Đấy, đánh đấu sĩ này phải có tí giáp anh em ạ. Đánh nó mới uy tín được. Mà giờ sẽ Tanjiro à, con mình chỉ đánh trụ thôi. Kệ anh em ạ, cứ trụ mà đánh. Rồi. Rồi. Bắn Kame và chạy. Ôi sổi mai đuổi được mình. Chạy nhanh lắm anh em. Đấy. Hết chiều cuối rồi, chúng ta giảm tốc chạy thì thôi. Không sao cả, lúc đấy đi về. Nhiệm vụ thành công là chúng ta đẩy bay đường trên rồi. Team bạn đang muốn đẩy dưới, mình xuống hỗ trợ team ở đây. Chắc chắn sẽ là trạng thái 5-4 và sẽ là ưu thế cho team chúng ta. Đấy rồi. Có tôi rồi công ơi, tránh hết ra. Siêu tanh cơ này rồi. Ủi ông kia tung chiêu trượt hết rồi. Đấy rồi. Ôi Sasuke làm gì đây? Sao vào sớm thế? Này chạy đi, từ đấm AD đầu tiên anh em. Đấm AD đầu tiên. Chiêu của thanh niên này luôn này, đấm luôn này, support đấm trước, đấm support trước. Đấy, thì cái đấm sau, tăng ít máu thịt. Chiêu cuối này không phải nhầm Kamezuko này, ui hồi máu nhiều thế. Ui. Ê, rất tiếc bạn ơi, quái đánh nhà. Chiến thắng dành cho team của chúng ta rồi, quá tuyệt vời luôn. Một pha không cho đối phương về để cản quái đánh nhà. Đấy, hợp lý không anh em, đánh nó phải thế. Vâng, cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Hãy like, share đăng ký kênh. Nhớ để lại comment về nhân vật anh em sẽ xem tiếp theo nha. Còn bây giờ thì bye bye. MVP.
今こそ100倍の重力にも耐えた修行の成果。